Sao hôm qua chị gọi em không được, nhắn tin cũng không trả lời. Đưa điện thoại của em đây cho chị. Em xin lỗi chị, em lỡ đổ nước vào máy điện thoại, bây giờ nó hỏng rồi ạ. Hỏng đúng lúc quá nhỉ. Chị ơi, chắc là thời điểm hiện tại em sẽ không báo cáo được thường xuyên cho chị. Nhưng mà chị yên tâm, em sẽ cố gắng mua máy mới sớm nhất có thể để em hoàn thành nhiệm vụ ạ. Cảm ơn trà của vợ, ngon lắm, anh rất thích. Em thấy chị pha trà cho anh Dũng à? Dạ vâng ạ. Em mang vào cho sếp, bảo với sếp là chị pha trà rồi nhờ em mang vào hộ. Sếp vui lắm chị ạ. Như thế phát huy nhé. Chiều nay chị sẽ mua điện thoại mới cho em, còn cái này vứt đi. Nhưng mà... Khỏi cần cảm ơn, em xứng đáng mà. Để xem chị còn lên mặt với tôi được bao lâu nữa. Cảm ơn mày đã hoàn thành sứ mệnh. Anh từ lúc nào cũng trông chăng bằng công việc như thế. Sao lại 100? Kỷ niệm 100 ngày mình yêu nhau đấy. Nhanh thế à? Bánh em tự làm đấy, anh phải ăn hết nhá. Đương nhiên rồi. Nếu ăn cùng với cả trà của em pha thì đỉnh của đỉnh. Anh ăn đi, em muốn nhìn anh ăn cơ. Ngon không? Thơm. Thơm. Em ước. Sao? Em nghĩ nó cũng chỉ là viển vông thôi. Viển vông gì? Biết đâu anh lại đáp ứng được thì sao? Em ước được một ngày đi cùng anh đến nhà hàng Lucy. Em đọc trên báo rồi, nhà hàng ấy vừa đẹp vừa ngon. Nhưng mà em biết em cũng chỉ là cái bóng của anh thôi. Anh thích thì đến, vợ gọi thì anh về. An, em đừng quên là mình không bao giờ được công khai. Em phải nhớ im lặng là một loại trí tuệ. Nhưng mà em cũng chỉ ước thôi mà. Còn về việc kỷ niệm ý, thì đơn giản, anh làm được. Mà thôi, em chỉ cần anh quan tâm đến em, yêu em là đủ. Còn có tổ chức hay không cũng không quan trọng ạ. Mua những gì mà em thích em tối đi về. Tối đi luôn hả? Nhà hàng Lucy phải không ạ? Bạn cho mình đặt một bàn hai người nhé. Ok. Thì thôi, em đi chuẩn bị trước đây ạ.